Lực lượng ứng phó khẩn cấp của Nga đã có mặt tại hiện trường, nơi hai máy bay không người lái UAV do Ukraine phóng rơi xuống. Trong khi đó, phía phòng không của Ukraine tuyên bố đã ngăn chặn một cuộc tấn công bằng UAV của Nga. Theo Reuters, ngày 10 tháng 9, thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin cho biết lực lượng khẩn cấp đã tới khu vực Domodedovov gần thủ đô của Moscow. Sau khi hai UAV của Ukraine bị phòng không Nga bắn hạ, Domodedovo là nơi có một trong những sân bay lớn nhất của Moscow, cách điện Kremlin khoảng 50 km về phía nam. Dù vậy, ông Sovyanin không đưa ra thông tin về thiệt hại hay thương vong liên quan đến vụ việc. Cùng ngày, chính quyền quân sự Kiev thông báo trên Telegram rằng lực lượng phòng không Ukraine đã phản công và đẩy lùi các cuộc tấn công bằng UAV của Nga vào thủ đô Kiev vào dạng sáng ngày 10 tháng 9. Nga chặn loạt UAV tập kích thủ đô Moscow trong đêm. Đêm ngày 9 tháng 9, dạng sáng ngày 10 tháng 9, ít nhất 10 UAV đã bị bắn hạ khi tiếp cận thủ đô Moscow. Thị trưởng Moscow Sergei Solyanin cho biết lực lượng phòng không nga đã ngăn chặn cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine. Không có báo cáo về thiệt hại hay thương vong trên mặt đất. Trong thông báo lúc 2 giờ 30 phút ngày 10 tháng 9, ông Solyanin cho biết chiếc UAV đầu tiên bị bắn hạ ở quận Lyubertsy ngoại ô Moscow. Sau đó 15 phút, thêm 2 UAV bị chặn ở quận Ramansky đến 4 giờ sáng, tổng cộng 10 UAV đã bị bắn hạ ở các khu vực khác nhau, bao gồm Borodsk và Domodedovo. Cuộc tấn công đã khiến một số chuyến bay tại các sân bay Nukovo, Seremedevo và Domodedovo bị hoãn. Trong khi đó, thống đốc vùng Bransk cho hay 59 UAV đã bị bắn hạ ở khu vực này. Vụ tấn công quy mô lớn của Ukraine vào ngày 1 tháng 9 cũng đã khiến 158 UAV bị bắn hạ trên khắp lãnh thổ Nga, trong đó có 9 chiếc ở Moscow. Gần đây Nga và Trung Quốc đã mở rộng hợp tác chiến lược, đặc biệt trong lĩnh vực hạ tầng vận tải qua Bắc Cực. Một bước tiến lớn là khai trương tuyến Arctic Express vào tháng 7 trong dự án con đường tơ lụa trên băng, tạo tuyến ngắn nhất từ Thái Bình Dương đến Đại Tây Dương qua Bắc Cực. Trung Quốc thấy tầm quan trọng của việc tham gia phát triển tuyến đường biển phía Bắc NSA của Nga, giúp nước này giảm phụ thuộc vào các tuyến truyền thống qua Biển Đông. Tuyến Arctic Express được các tổ chức và chính quyền Nga cũng như là Trung Quốc ủng hộ rút ngắn thời gian vận chuyển từ Moscow đến cảng Trung Quốc đến 55%. Dù NSA đang được Nga mở rộng với sự hỗ trợ của Rosatom, các lệnh trừng phạt của phương Tây gây khó khăn cho việc nâng cấp cơ sở hạ tầng. Ngoài ra tuyến này còn phải đối mặt với rủi ro an ninh khi mà gần các nước NATO. Thương mại Nga Trung đạt mức kỷ lục vượt 240 tỷ đô la Mỹ vào năm 2023 nhờ sự phát triển của NSA và Arctic Express Điều này giúp Nga tránh lệnh trừng phạt và tạo cơ hội cho các nhà xuất khẩu tiếp cận trực tiếp với thị trường Trung Quốc. Tóm lại, hợp tác Nga-Trung trong phát triển vận tải Bắc Cực đang thay đổi cán cân thương mại và chiến lược toàn cầu, tác động lớn đến các nước khác. Israel tấn công khu vực nhân đạo tại Gaza, ít nhất 40 người thiệt mạng. Hàng chục người đã thiệt mạng trong một vụ tấn công ở khu vực nhân đạo tại Khan Yonis, khi Gaza tiếp tục đối mặt với thảm họa chết chóc và tàn phá. Theo AFP, vào ngày 10 tháng 9, một quan chức phòng vệ dân sự Gaza cho biết ít nhất 40 người đã tử vong và 60 người khác bị thương sau khi khu vực nhân đạo Amawasi và Khan Yonis bị tấn công. Ít nhất 20 căn lều trong khu vực này đã bị trúng đạn. Với các nhân chứng và nhân viên y tế cho biết, khu vực bị tấn công bởi ít nhất 4 quả tên lửa, để lại các hố sâu đến 9 mét. Phía quân đội Israel xác nhận máy bay của họ đã nhắm vào những kẻ khủng bố Hamas tại một trung tâm chỉ huy nằm trong khu vực nhân đạo ở Khan Yonis. Họ khẳng định mục tiêu là các phần tử đang lên kế hoạch tấn công quân đội và thường dân Israel và tuyên bố đã cố gắng giảm thiểu thiệt hại cho dân thường bằng cách sử dụng đạn dược chính xác. Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cũng bày tỏ sự quan ngại, kêu gọi chấm dứt tình trạng chết chóc và tàn phá nghiêm trọng nhất mà ông từng chứng kiến trong nhiệm kỳ của mình, đồng thời đề nghị giám sát bất kỳ lệnh ngừng bắn nào tại Gaza. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanani khẳng định rằng vẫn còn cơ hội để khôi phục thỏa thuận hạt nhân 2015 giữa Tehran và các cường quốc. Trong cuộc họp báo tại Tehran ngày 9 tháng 9, ông Kanani nhấn mạnh rằng con đường đạt được thỏa thuận vẫn chưa khép lại, miễn là các bên liên quan thể hiện cam kết thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình. Ông cũng cho biết Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Arachi gần đây đã có cuộc trao đổi tích cực với đại diện cấp cao của EU về chính sách an ninh và đối ngoại Joseph Borrell, và bày tỏ lạc quan về khả năng đàm phán giữa Iran và EU trong thời gian tới. Chiến lược rủi ro của ông Trump hướng tới những cử tri thường không đi bỏ phiếu. Chiến dịch tranh cử của Donald Trump đang tập trung mạnh vào việc thu hút cử tri ít đi bỏ phiếu ở 7 bang chiến trường, một chiến lược được cho là quan trọng để giành chiến thắng. Tình nguyện viên của ông Trump như Ryan và Chris Goldberg tại Pennsylvania đang nỗ lực thuyết phục những cử tri không thường xuyên đi bỏ phiếu, đặc biệt là những cử tri mới đăng ký. Chiến dịch này nhắm đến những người có xu hướng bỏ phiếu thấp, chủ yếu là cư dân nông thôn, người da trắng và người trẻ. Dù đây là một chiến lược rủi ro, các tổ chức ủng hộ ông Trump như Turning Point Action đã lên kế hoạch chi 108 triệu đô la Mỹ để thuê hàng trăm người gõ cửa từng nhà tại các bang quan trọng. Họ hy vọng rằng với huy động những cử tri này có thể mang lại lợi thế quyết định trong cuộc bầu cử sắp tới. Chiến dịch tranh cử của Kamala Harris vừa công bố cương lĩnh chính sách, trong đó hứa hẹn cắt giảm thuế cho hơn 100 triệu người Mỹ thuộc tầng lớp lao động và trung lưu, đồng thời cung cấp tín dụng lên tới 25.000 đô la Mỹ cho người mua nhà lần đầu. Bà cũng cam kết giảm chi phí sinh hoạt, tiếp tục áp trần giá thuốc tiểu đường ở mức 35 đô la Mỹ và duy trì mức trần 2.000 đô la Mỹ cho chi phí y tế. Về nhập cư, bà Harris hứa sẽ khôi phục luật nhập cư lưỡng đảng và về quyền sinh sản, bà sẽ ban hành luật bảo vệ quyền phá thai nếu được Quốc hội thông qua. Trong lĩnh vực đối ngoại, bà nhấn mạnh kinh nghiệm của mình và cam kết đối phó với các chế độ độc tài, bảo vệ lợi ích Mỹ trước các mối đe dọa từ Iran cũng như đảm bảo rằng Mỹ sẽ vượt qua Trung Quốc trong cuộc cạnh tranh toàn cầu. Cương lĩnh này được đưa ra để khẳng định cam kết của bà trước cuộc tranh luận với Donald Trump đồng thời đáp trả những chỉ trích về lập trường mập mờ trong các vấn đề quan trọng đối với cử tri